Chào các bạn, đây là cây lê vườn mình, cây ấy xinh đấy các bạn. Mình không biết các tiểu bang mà có lành thì sao, nhưng mà mình thì ở Houston á, lần đầu tiên mà mình thấy cây lê mình như vậy là mình nói là cây lê mình nó bị bệnh rồi, dưới gốc nó bị con gì ăn, phải không các bạn? Vì là thấy nó cứ chết cành trên nè, nhưng mà trái thì vẫn bình thường. Lành thì không chết, nhưng mà ra mùa khi mà có trái là bắt đầu là cành nó chết như vậy đó các bạn. Nó cứ chết từng cành vậy á. Mình trong vườn mình có đến 3-4 cây mà hai giống. Mà lần đầu tiên mà mới có thì mình cũng hoang mang lắm, rồi mình cũng lo, mình cắt rồi mình nói là chắc mình sợ nó chết, mà không phải đâu các bạn. Đây một cây nữa các bạn này, mà cái kỳ nó còn nhỏ thì mình thấy nó chết là mình cắt, mà mình cắt rồi nó cứ chết tiếp á, và mình lo là mình cứ sợ là cái cây của mình chắc là sắp chết rồi, bị gì rồi, nhưng mà không phải đâu các bạn nhé. Cây này cũng vậy các bạn này, các bạn thấy trên đọt không, nó chết mà khi nó còn nhỏ mà mình cắt rồi là chết tiếp nữa các bạn ơi. Thanh chi chứ nó lớn rồi mình cũng không cắt, mà nếu nó dưới này thấp mình cũng không cắt đâu, cứ để vậy là nó chết khúc nào là nó chết, khúc nào không chết thì thôi, mà chết mấy cũng hết đâu, vì cái lê nó tốt lắm. Năm nay mùa lành vừa rồi không có lành, thanh trái cũng ít các bạn đó, mà cây cứ chết thôi, trái nhiều trái chỉ là cây cứ chết đen trên đọt, đọt cứ một vài đọt là đen, đọt cứ vài đọt đen đọt, mà cái cây xấu lắm luôn á. Thôi thì qua clip này mình có 4 cây lê mà mình đã trồng được mười mấy năm rồi, thì mình chia sẻ vậy đó. Các bạn nào mà có cái lê mà nó của chết cành nọ cành kia trên đen thui thì các bạn cũng đừng có lo, cái giống nó là như vậy đó. Không biết ở các tiểu bang khác thì sao, nhưng mà Houston mình là mình có 4 cây đều như vậy. Thôi mình dừng clip tại đây, chào các bạn nha, bye.